Hello everyone, welcome back to my Horogos Gaming channel. Xin chào các bạn quay trở lại Horogos Gaming của mình trong series 8 tựa game này của Granny. Sẽ là tựa game đầu tiên mình cùng bạn khám phá trong đồ nội dung video của mình nào. Let's go. First day, ngày đầu tiên các bạn. Chúng ta có tổng cộng 5 cơ hội cũng như là 5 ngày để tìm cách trở thoát khỏi đây các bạn. Oh my god. Be careful. A bad of shotgun. And the rank. We'll handle. Rồi tiếp tục xuống dưới nào bạn. Hãy có con số nào cho nhìn thấy thì nhớ nó bạn. Guys, when I can. Ta xuống nữa các bạn. Ok, chốt cửa và bật công tắc đi nào. Chúng ta sẽ có được chiến thắng trong vòng 2 phút các bạn nhé. Và cũng có thể là 2 phút 30 giây các bạn. Chúng ta có 2 phút bạn. Guys, I don't know candy. Fuck luck.
be frank này các bạn. Number one. Special key được không? Cô sách kia được không? Engine part. Put it here. I don't know what. Phần bằng súng nó gấp này nào các bạn. Do you want to play hide and seek? Cái điện qua tay nào các bạn. Finish her. Chúng ta ra phía sau nào các bạn. Engine part. Nothing. Chúng ta cũng đã có chiếc chìa khóa trong tay. Còn space key di chuyển lên trên đây là bạn. Friends. Nạp đạn vào súng này nào các bạn. Hãy đi xuống tầng hầm nào các bạn.
Freeze dry. Oh, tidak ada. Queen trend đồ. Có lẽ đó là thứ chúng ta cần đúng không các bạn? Spider gì đó. Xuống dưới đây nè các bạn. Số 1 các bạn nhé. Đi cho em được. Đây sẽ đem chỗ mình không à? Tiếp tục sang khu bên này nhé các bạn.
bố đây các bạn. Em ơi. Hiện. Oh my god. Chúng ta bất cần được ạ. Chúng ta đã có CFT trong này. Chắc chắn hoàn toàn. Khaki, oh my god. Chắc cần gì đây? Biết lọc gì các bạn? Skip here right now. Oh, that's what I know. Okay, 20 phút để có thể chuyển thoát được ở đây. Granny 3. Thank you.
play. Cái chỗ có đây thật nhanh nhất có thể này. Có gì ở đây hết rồi. Truyền kỳ các bạn. Weapon key. Coconut. Chu vàng vậy. Ôi, sao lại bị như thế các bạn nhỉ? Shotgun. Safety cho có chiếc khóa an toàn các bạn. Fuse.
Sẽ kỳ cho này gọi. Oh my god. Chơi chuyện. Đến 12 vậy. Này chiếc Rava nào. Xuống dưới đâu ạ? Chúng ta cần lấy cái gì nhỉ? Xếp kia đâu nhỉ bạn nhỉ? Ừ, đúng. Xét kia trong này. Break point. Nên trên đây thì lấy chiếc generator rồi. Generator. Chính xác rồi bạn. Good and blank này không? Crank. Ô. Nhanh thật các bạn. Đây chứ, đây thôi. Chết đây.
Đây được không ạ? Thì tiếp theo nè. Homo escape. Let's play. Tìm 10 bức ảnh thì giành chiến thắng đâu vậy. First pick. Năm trên mười rồi các bạn. Tám trên mười rồi ạ. Ok, escape here. Khá đơn giản rồi ạ. Ngôi trường có gì tiếp theo nào? Granny House. Escape Horror. Let's play. Never mind. Ở đây chết điều rồi các bạn. Tiếp tục nào. Medical kit.
Ok đây được ạ. À, đơn giản thôi. Ngồi chụp cái gì tiếp theo nào. Meet Let's play. Ta có tổng cộng 3 đêm mình giải cứu. Green key được không? Cái tên vitamin mà khẩu súng nó có này. Đã cốt rồi các bạn. Mở chiếc cốt này. Chúng ta có red key bên trong. This can be a right now. Let's get, let's go.
tiếp tục nào. Đứng lại là ra rồi. Cùng người chuyển qua tiếng tiếp theo nào. Scary season. Free mode. Season Horror Game Buddy. Open shop.
qua đây. Đặt máy xong 5 quay cho mình chiến thắng bạn. Đây là quay thứ ba. Ok. Đây qua tiếng cuối cùng trong video ngày hôm nay mình chỉ các bạn. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Thank you.